chào. Đây là vlog đầu tiên của Xôi Chè. Lần đầu làm chuyện ấy nên là edit hơi phèn, các bác thông cảm nha. Chuyển tiếp bằng tàu riêng của Disney Resort. Thời tiết rất là đẹp, hợp lý để bắt đầu một thứ gì đấy như là vlog chẳng hạn. Quay đây, quay đây. Ủi nắng. Và một người luôn đồng hành với mình không thể thiếu đó là Khánh. Chuyến tàu bắt đầu khởi hành. Tay nắm cầm và ô cửa sổ là tay chuột Mickey, rất là xinh. Đồ xong thì chúng mình sẽ ra cổng để check vé. Sao hai người không đi sau mà lại bị hai bà này rơi còi lên? Sao mà Khánh không đi cùng mình nữa lại nói hai bà đấy? Không biết được. Không biết được. Chị hai bà đấy chị. Ôi trời ơi.
gì không?
thử vào. Để đi mày tiếp đi. じゃあ、やっぱりやっぱ全員のアップデートのことにはならないよ。お願いいたします。写真撮影や動画撮影は大変なアトラクションです。ぜひ上の上から眺めていただいた画面の収録機、カメラに収めていってください。それでは、乗車線まもなくの出発です。音楽とともにご乗車20分の方のお楽しみください。
rộng thế. Thank you.
xe. Để mất 540 người. Những con người mệt mỏi. Cái này mình tối rồi nào.